Không, nhưng mà tự tiêm là khó hơn nàng. Bác sĩ thấy Loan ti tự tiêm còn nói đây chứ. Chưa có thấy ai mà tự tiêm như thế luôn. Filler làm tự tiêm cho mặt Loan mà. Không, tim nén đau đau hơn đó. Không, tại vì tim này từng mũi kim nhỏ á, nên là sẽ đau, với lại do nó không ủ tê á. Thế ủ tê xong là nó đỡ lắm. Không, thường thường Loan làm Loan ít ủ tê á kìa. Đứa mà tôi chích hậu giả mang luôn. Nhưng mà họ vẫn muốn chích tiếp. Đẹp quá mà. Đẹp mà. Xí chích lại cho hậu luôn. Đủ rồi đó, đủ 10 ngày. Chích 3 lần, 5 sau chích lại. Cho da khỏi bị chụp hình cái hồng mục rùi gửi qua cái ông kêu tim nữa hả? Ông không thấy hồng mục rùi, chụp cái rõ ràng hồng mục rùi. Tim nữa hả? Cái gì Loan mới xăm nút rùi vào đó. Nó nghĩ không lên hồng mục đen đen đâu. Dạ. Mô, bác sĩ về rồi. Vỡ tụ ra 2 ngày rồi. 2 ngày là làm. Có mấy ca rồi vô? Cả 2 ca. 2 ca vẫn vô rồi. 2 ca mũi thôi, còn già nữ, già nữ, già nữ. Vé máy bay bên đây 2 triệu mấy rồi kìa. Đi chiều đi thôi đó. Thì đó. Nhưng mà 2k mua mà đủ chi phí kia chứ, còn mà làm mắt làm đồ thì đâu có đi. Ví dụ như tiện ai gộp vô làm cho vui thôi chứ. Chứ ở đây làm mắt động đại người, nhưng mà do bác sĩ làm ok á. Làm đẹp á, mà mấy người mà làm đẹp mà tiếc tiền là hay bị sukana. Có thấy tê tê gì chưa nè? Tầm 10-15 phút là lo tim này chắc đỡ. Thank you.
Tê tê là gần được còn 5 phút nữa. Nếu con diễn viên mà phim Việt Nam mình đấy, mình da con bóng nó đẹp dễ sợ hay căng bóng luôn đúng không? Giống như da Hàn Quốc rồi đó. Thì đó, tìm này vô sáng da nữa, sáng da mà kiểu như chống lão hóa luôn, đỡ xạ mà đỡ nám luôn, trị thâm luôn. Làm đi sướng hơn là làm bằng mà tế bào gốc mà tự thân mình là như là mình lấy máu á, BRB á, là mình lấy máu mình quay ly tâm ra rồi mình tiêm ngược vô người mình á. Cái đó rồi tôi chắc là không lấy không, có lấy không? Cũng được nhưng mà tệ thôi này. Phúc làm đó, Phúc thì rồi cũng tiêm lần. Mà cũng được, cũng đẹp. Nhưng mà đẹp mô tháng hay tháng cái đó. Mà làm nó cũng cũng cực hơn là làm tim này nhiều. Bữa mô qua tim cho ông Phương. Hôm nay hầu mới tới rồi, nó quay đã đời không kệ luôn. Câu này không bị mụn người đúng không? Không bị. Mụn lưng ngực đồ không có đúng không? Giờ đứa không bị cả người tội sợ. Đau. Sí, yeah.